Theo bản tin dự báo chuyên đề của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia mới đây, từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2024, tình trạng khô hạn và thiếu nước sẽ được diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước. Tại khu vực Trung Bộ, thì từ tháng 5 năm 2024, tổng lượng mưa phổ biến thiếu hụt từ 10 đến 30% so với trung bình nhiều năm. Tháng 6 năm 2024, tổng lượng mưa phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, tháng 5 năm 2024, tổng lượng mưa thiếu hụt so với trung bình nhiều năm khoảng từ 10 đến 30%. Tháng 6 năm 2024, tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nguồn nước trên các lưu vực sông và hồ chứa ở khu vực Bắc Bộ từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2024, dòng chảy đến các hồ chứa lớn trên sông Đà thiếu hụt từ 30 đến 40% so với trung bình nhiều năm. Dòng chảy đến hồ Thác Bà trên sông Chảy và đến hồ Tuyên Quang trên sông Gâm có khả năng ở mức thiếu hụt từ 20 đến 30% so với trung bình nhiều năm. Cảnh báo với tình trạng hạn hán ở khu vực Bắc Tây Nguyên tiếp tục đến nửa đầu tháng 5 năm 2024. Các tỉnh khu vực phía Bắc của Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ, hạn hán tiếp tục ảnh hưởng từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2024, sau đó có xu thế giảm dần. Trước trận mưa đá kỷ lục tại các huyện Mộc Châu và Vân Hồ tuần vừa rồi, thì từ đầu năm cho tới nay, nhiều nơi trên địa bàn của tỉnh Sơn La không có mưa hoặc là mưa với lượng rất nhỏ. Cộng với thời tiết nắng nóng hanh khô kéo dài đã khiến cho nhiều hồ đập thủy lợi cạn nước và ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất sinh hoạt của người dân, ghi nhận của Nông nghiệp 24 giờ tại huyện Thuận Châu. Hồ Lái Bay là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Hồ có dung tích hơn 1,3 triệu mét khối. Có nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho hơn 660 ha đất nông nghiệp và nước sinh hoạt cho hàng nghìn hộ dân trên địa bàn hai xã, Phỏng Lái và Trường Pha. Tuy nhiên, do nắng hạn kéo dài nhiều tháng, cộng thêm lòng hồ bị bồi lắng bùn đất khoảng 5 mét, khiến cho mực nước hồ thời điểm giữa tháng 4 đã giảm xuống gần mực nước chết. Chúng tôi cũng đang xây dựng kế hoạch mới để cấp nước làm sao nó phù hợp. Như ngày xưa thì chúng tôi cũng cấp nước là 4 ngày đến 5 ngày một tuần. Nhưng hiện tại bây giờ chúng tôi do nguồn nước hạn chế nên là chúng tôi cũng giảm còn 3 ngày trên một tuần. Theo thiết kế, hồ thủy lợi này có dung tích chứa nước trên 400.000 mét khối. Tuy nhiên đến nay hồ chỉ còn khoảng 70.000 mét khối. Việc điều tiết cung cấp nước sinh hoạt cho vùng ảnh hưởng của công trình cũng được tính toán rất chi li. Nước bây giờ nó cũng rất là ít cho nên là cái việc cấp nước sinh hoạt cũng không được đầy đủ cấp hàng ngày được như bình thường. Mà phải chia theo ngày, theo lịch, theo ngày trong tuần. Bao nhiêu ngày, khi nào dân cần thiết, họ sẽ đề nghị với mình và mình sẽ mở nước để cấp, để cho bà con tích vào bể để dùng dần. Nắng nóng kéo dài, các nguồn nước ở khu vực này đều cạn kiệt. Nước hồ non chảy là cứu cánh đối với các hộ dân trong vùng. Tuy nhiên, do lịch cấp nước không thường xuyên, nên người dân phải tranh thủ từng khoảng thời gian. Những tét nước được người dân đầu tư để tích nước dự trữ. Chỉ dùng nước hồ thôi. Trong trên kia xuống thôi, nước sạch không có. Nước mưa thì năm nay nó hạn hán không có, cũng dùng hết lâu rồi. Nước không có thì phải dùng nước hồ kia sinh hoạt thôi. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý khai thác công trình thủy lợi Sơn La đang quản lý 110 hồ thủy lợi lớn nhỏ. Tuy nhiên, các hồ chứa có dung tích từ 500.000 mét khối đến 3 triệu mét khối vẫn đang nằm xấp xỉ mực nước chết. Trên tất cả các hồ chứa thì chúng tôi cũng đang giãn cái lịch cấp nước để nhằm duy trì kéo dài thôi, thì sử dụng hạn chế đến mức tối đa cũng như hiệu quả của cái lượng nước còn trong hồ chứa để cấp nước phục vụ nhân dân. Đấy. Thế còn về biện pháp lâu dài thì chúng tôi cũng đã xây dựng các tờ trình cũng như kiến nghị với sở ngành, ủy ban tỉnh cũng như bộ ngành là cho phép. Thứ nhất là để đảm bảo cái dung tích trữ nước của các hồ chứa trên địa bàn tỉnh Sơn La, thì đồng thời các biện pháp như lạo vét hồ và nâng cấp cải tạo nâng cao cái năng lực của hồ, đặc biệt là về cái dung tích trữ nước. Trước tình trạng nắng nóng kéo dài, nhiều địa phương trong tỉnh Sơn La đang khuyến cáo người dân không xuống giống tại thời điểm này. Đồng thời, chuyển đổi một phần diện tích đất trồng lúa sang trồng các loại cây hoa màu khác. Sử dụng tiết kiệm, khai thác tối đa hiệu quả nguồn nước các hồ đập thủy lợi hiện có. Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ hiện đang trong giai đoạn cao điểm của mùa khô 2023-2024. Hàng ngàn hộ dân và nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp đang chịu ảnh hưởng lớn do tình trạng hạn hán và thiếu nước. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một tháng tới đây, nắng nóng kết hợp với việc thiếu hụt lượng mưa khiến nguy cơ hạn hán thiếu nước có xu hướng lan rộng và phức tạp hơn.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến tháng 5, áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh dần, nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn trong một tháng tới tại khu vực Bắc Bộ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên, còn đối với khu vực từ Tây Nguyên đến Nam Bộ, tiếp tục xuất hiện nhiều ngày nắng nóng trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong khi đó, từ đầu năm cho đến nay, các khu vực này mưa ít dẫn đến thiếu hụt nguồn nước trên tất cả các sông. Các sông từ Quảng Bình cho đến Quảng Ngãi là thiếu hụt từ 30 đến 35% so với trung bình năm. Khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên thì thiếu hụt từ 35 đến 45%. Có sông thiếu hụt trên 60%, chẳng hạn như trên sông La Ngà và Tà từ Bình Thuận là trên 80%. Từ nay cho đến tháng 7 năm 2024 thì ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên là lượng mưa phổ biến là thiếu hụt so với trung bình năm. Do đó tình trạng khô hạn và hạn hán có thể diễn ra và lan rộng ra khu vực tất cả các tỉnh khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Hạn hán năm nay được dự báo sẽ gay gắt hơn năm 2021 và 2023. Các chuyên gia khuyến cáo các địa phương cần có biện pháp khẩn cấp để ứng phó ngay, khắc phục hậu quả nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại. Do ảnh hưởng của tình hình hạn hán kéo dài, đến nay hàng ngàn hectare cây trồng trên địa bàn của tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng, trong đó có những diện tích cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao bị thiệt hại nặng nề do tình hình khô hạn. Canh tác gần 1 hectare cây công nghiệp giá trị kinh tế cao là cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, ngay gần hồ chứa nước. Nhưng nay, gia đình ông Hướng phải vét từng vũng nước dưới đáy hồ để tưới chống hạn cho cây trồng. Nguồn nước nó khô hạn, không có để tưới, nước nó kém lắm, không có nước. Một ngày chỉ tưới được trong vòng 3 đến 4 tiếng thôi. Rồi nói chung đi vô đi ăn làm cực. Bây giờ coi như nhà nước có điều kiện gì thì coi như để giúp đỡ dân. Còn đây là diện tích cây cà phê đã bị vàng lá do khô hạn tại huyện Krông Bông. Xác định không còn nguồn nước tưới, nên người dân chỉ cố gắng duy trì sự sống của cây trồng qua mùa khô hạn. Còn không có cái lượng nước nào mà để cung cấp để tưới cây cà phê rồi. Chẳng qua là cứu vãn tình hình để cứu sống thôi. Còn nếu mà có thu trái thì chắc không, năm nay chắc mất mùa rồi, không có thể là thu được. Qua đánh giá thì nếu tình hình thời tiết khí hậu mà nắng nóng kéo dài như này, thì đối với Krông Bông khoảng cỡ 10-15 ngày nữa, thì một số cái hồ đập sẽ khô nước, thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới việc tưới các cái loại cây dài ngày trong thời gian tới. Thống kê sơ bộ từ ngày 15 tháng 4 năm 2024, toàn tỉnh Đắk Lắk đã có 2.000 cây trồng các loại bị ảnh hưởng bởi hạn hán. Dự báo trong thời gian tới, khô hạn tiếp tục kéo dài, mực nước ở hồ chứa sông suối sẽ tiếp tục giảm mạnh. Do đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk yêu cầu chính quyền các địa phương, các đơn vị vận hành thủy lợi, tăng cường quản lý tốt nguồn nước hồ chứa phân phối, cấp nước hợp lý và thực hiện các giải pháp chống hạn, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân. Thưa quý vị, vào ngày 23 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước vừa ban hành kế hoạch số 138 về việc ứng phó hạn hán xảy ra trên diện rộng của địa bàn tỉnh mùa khô năm 2024. Trước đó, thì hạn hán kéo dài từ đầu năm cho đến nay đã khiến cho 12 trên 41 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung ở tỉnh Bình Phước ngưng hoạt động. Tổng số hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt là 3.195 hộ. Tổng diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là hơn 10.170 ha. Trong tháng 4, thì tỉnh Bình Phước có thêm huyện Bù Đốp bị ảnh hưởng bởi hạn hán, nâng tổng số địa phương bị ảnh hưởng hạn hán lên tới 8 trên 11 huyện thị trong tỉnh này. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Phước, thời gian tới, trên địa bàn tỉnh tiếp tục xảy ra nắng nóng kéo dài diện rộng. Khoảng thời gian nắng nóng nhất trong ngày từ 12 giờ đến 16 giờ, nhiệt độ dao động từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Nguồn nước ở các hồ thủy lợi, ao, sông, suối trên địa bàn tỉnh bị suy giảm, một số dòng suối nhỏ đã khô cạn, ảnh hưởng tới tình hình sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân. Tình trạng thiếu nước tưới đã khiến cho các loại cây trồng như bưởi, sầu riêng, cà phê bị khô bông, rụng trái. Tình trạng nắng nóng tiếp tục kéo dài và được cảnh báo hạn nông nghiệp ở mức độ 3, 4, cấp độ thiên tai từ cấp 1 đến 2. Trước tình hình này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố xác định các khu vực hạn hán, thiếu nước để đưa ra phương án ứng phó kịp thời, hợp lý. Sử dụng các kết quả bản đồ, đánh giá rủi ro thiên tai để xác định các vị trí có nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước. Thực hiện quyết liệt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vùng thường xuyên bị hạn, lựa chọn các loại cây trồng cạn ngắn ngày, có khả năng chịu hạn, sử dụng ít nước để gieo trồng trên đất lúa, như đậu, đỗ, ngô, mì. Dừng gieo trồng ở một số khu vực không đảm bảo về nguồn nước tưới để tránh thiệt hại.
Các địa phương, đơn vị cần vận hành hợp lý, tiết kiệm nguồn nước ở các công trình thủy lợi, các hồ chứa nước thủy điện, các công trình cấp nước. Tổ chức nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, thiết lập các trạm bơm dã chiến, bơm truyền, đào ao, giếng nông để lấy nước tưới cho cây trồng. Sử dụng nước hợp lý, tiết kiệm như tưới phun mưa, tưới luân phiên. Ưu tiên nguồn nước cho sinh hoạt của người dân, sau đó đến chăn nuôi gia súc, sản xuất nông nghiệp, thủy sản, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn dịch bệnh, sản xuất công nghiệp, sản xuất điện.